Sáng 5 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau tại quán karaoke khiến một người chết. Trước đó, tối 4 tháng 5, Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1985, cán bộ phòng kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, cùng hai người em đi nhậu và đến quán karaoke Thái Gia Hưng thuộc thị trấn Buôn Chấp để hát. Tại đây, Hải qua phòng karaoke khác của nhóm anh Lê Xuân Sơn, sinh năm 1980, cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Krông Anna để chào hỏi giao lưu. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai nhóm cùng ra về thì giữa Hải và anh Sơn xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Trên đường về nhà, Hải vào nhà người quen lấy hai con dao bầu dùng để mổ thịt heo, quay lại quán karaoke tìm anh Sơn để trả thù. Khi đến trước quán, vừa thấy anh Sơn đi đến thì Hải dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.